Ở tập trước, Manchester United đã có 2 chiến thắng tại Anh Anh trước Liverpool và FC Bayern 1. Tại bán kết của FA Cup, Quỷ Đỏ cũng đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trên sân Wembley trước Arsenal. Và chúng ta sẽ bước sang tập thứ 16 trong series thời 10 vượt khó với tâm điểm sẽ đổ dồn ở trận chung kết của FA Cup anh em ơi giữa Liverpool và Manchester United. Với Liverpool thì Lữ đoàn đỏ đã có chiến thắng trước Fulham tại bán kết, còn với MU đó là Arsenal. Rồi chúng ta sẽ bước ngay luôn vào buổi họp báo trước trận đấu này. Trận đấu mà MU buộc phải có được chiến thắng, đại loại là với việc có được danh hiệu trước FA Cup thì Quỷ Đỏ sẽ thoát đi một mùa giải trắng tay anh em ạ. Rồi, có những sự điều chỉnh đặc biệt ở trận đấu này hay không? Any special plan? Chúng tôi đã sẵn sàng. We are ready. Đối đầu của chúng ta sẽ là Liverpool anh em ạ. Ở trận đấu gần nhất của chúng ta thì MU cũng đã có được chiến thắng 2-0, được 2 bàn thắng. Thì sẽ có những sự lo lắng nhất định ở trận đấu này hay không? Chúng tôi đang có tâm thế và chắc chắn là như vậy. Đại loại là we are be in the mood. Tôi đang có một tâm trạng tốt anh em ạ. Đây là cái này đi. Hô hào đúng không? Tập trước thì MU cũng đã đánh bại Liverpool. Rồi, gọi cuối cùng này. Can you keep this great run going? Ok. It is what I gì đấy. Người hâm mộ đại loại là như vậy. Để có nhiều câu mình dịch được nhưng cũng có nhiều câu mình không dịch được. Hy vọng anh thông cảm. Rồi. Ta sẽ hướng tới trận chung kết FA Cup nào. Đây sẽ là đội ra quân của Liverpool với thủ môn Alisson Becker, bốn hậu vệ sẽ là Robertson, Konate, Van Dijk và Dedic. Bốn hậu vệ này thì cũng đã ra sân trong trận đấu của hai đội bóng tại ngoại hạng Anh. Bộ ba tiền vệ sẽ có những sự điều chỉnh khi mà Endo sẽ xuất phát ngay từ đầu cùng với Gravenbeck và McAllister. Bộ ba hàng công sẽ là Darwin Núñez, Salah và người cũ Jadon Sancho. Trên băng ghế dự bị của Liverpool còn có những cái tên như Diogo Jota, Dominic Szoboszlai, Cody Gakpo, Naby Fekir, hậu vệ Simicat cùng với Sidila và thủ môn Kelleher. Trong 5 trận đấu gần nhất của Liverpool thì đội bóng này có được 3 chiến thắng và 2 trận thua. Rồi, đây sẽ nhiều khả năng là đội ra quân của Manchester United trận đấu này. Và điều lo ngại duy nhất của mình ở trận đấu này đó là thể lực mà thôi. Vlahovic, tiền đạo cắm của chúng ta, đang có một thể lực rất thấp cùng với Garnacho và Casemiro nữa. Nhưng lý do tại sao mình lại không thay thế? Vì đơn giản những cái tên dự bị của những cái tên này lại cũng không đủ thể lực. Đầu tiên là vị trí tiền đạo thì Rashford lẫn Højlund. Đây, Rashford đây. Cũng không khác gì Vlahovic. Trong khi đó thì Højlund thì có nhỉnh hơn một chút. Nên là trận đấu này nhiều khả năng mình sẽ sử dụng Højlund. Højlund cũng không đủ anh em ạ. Højlund cũng không khác gì Vlahovic luôn. Lại sẽ thử Rashford đi. Rashford lại càng kém hơn cơ. Nên là thôi, chúng ta sẽ sử dụng Vlahovic. Rồi, tiếp theo nữa là Casemiro thì mình đang thắc mắc là chúng ta có nên sử dụng McTominay hay không. McTominay để thay thế cho Casemiro đi. Kobe Mainu có thể sẽ đá ở hiệp 2. Ok. Vị trí của Garnacho à. Cái này mình sẽ sử dụng Solimac đã vị trí cho Garnacho đi. Mặc dù không đúng sở trường nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ sử dụng Solimac. Rồi, chúng ta đang có những hình ảnh trực tiếp tại sân vận động Wembley, sân bóng lớn nhất của nước Anh, để hướng tới trận chung kết của FA Cup giữa Liverpool và Manchester United. Đây cũng là trận đấu mà hai đội bóng đang cực kỳ quyết tâm. Rồi, trận đấu này thì mình sẽ đá full và không cắt anh em nhé, không cắt highlight luôn. Ta sẽ đá full luôn 90 phút và cùng với đó là bình luận tiếng Việt trực tiếp luôn. Đường qua Bissaka để mất bóng của Casemiro. Đây là Endo. Ôi rồi, Darwin Núñez nguy hiểm. Cú đá đầu tiên của trận đấu và nó thuộc về Liverpool với pha xử lý của Darwin Núñez. Ta có thể nghe được những câu hát trong bài hát You Never Go Alone, bài hát truyền thống của Liverpool. Với các cổ động viên của Liverpool thì họ thực sự rất cuồng nhiệt. Nhưng Man United có vẻ như đang cắm phải không? Solimac.
Bóng quay trở lại với Liver. Việt vị rồi, lỗi việt vị của Mohamed Salah. Rất may cho Manchester United. Có lẽ là hơi cóng anh em ạ. Olivo Malaysia. Đây là Kevin Churum. Đây là Wan-Bissaka. Dứt điểm ngay. Không biết đó là cú dứt điểm hay là đường chuyền của Wan-Bissaka nữa. Đây là huấn luyện viên Jurgen Klopp. Cả Liverpool lẫn Manchester United đang không có được thể lực tốt nhất đến từ các cầu thủ. Và lấy bóng của Vlahovic. Anthony. Đúng là thể lực đang ảnh hưởng đến lối chơi của cả hai. Đây là Endo, phá mất bóng của Endo. Vlahovic. Lucas Paqueta. Paqueta. Bóng đã đi vọt xa. Paqueta cũng cần chứng minh tại sao MU lại đem anh về từ West Ham với giá kỷ lục. Đây là Konate. Và mất bóng của Ibrahim Konate. Đưa chuyền qua Anthony cho Vlahovic. Không được. Và phạt góc cho Man United. Và người thực hiện sẽ là Anthony. Đánh đầu. Phạt đánh đầu của Raven Varane. Và phạt góc nữa cho Quỷ Đỏ. Ta đang tạo ra rất nhiều những sức ép trước khung thành của thủ môn Alisson Becker. Người vừa thực hiện pha đánh đầu đó là Raven Varane. Becker vẫn cho thấy anh là một trong những thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại. Quả này thì Anthony đã thực hiện không tốt, bóng đá nằm gọn trong đôi tay của Alisson Becker. Biên cho Liver, Salah. Đây là Derrick. McAllister. Salah. Không thể vượt qua được Malaysia. Quay trở lại với Quỷ Đỏ, Solimak. Bóng được chuyền lên dành cho Dusan Vlahovic. Vlahovic chưa thấy ai và đó là phạt dứt điểm ngay của Vlahovic. Vẫn kiếm về một quả phạt góc cho Quỷ Đỏ. Và phối hợp của Quỷ Đỏ. Solimak quá tạt. Salah. Alistair. Lỗi rồi, lỗi của Scott McTominay thì phải. Konate. Đây là Ryan Gravenbeck. Chuyển không tốt của cầu thủ người Đức. Đường chuyền dành cho Vlahovic, tốc độ của Vlahovic. Sai lầm của Van Dijk. Liverpool đang thực sự có vấn đề. Nhưng MU lại không thể tận dụng được sai lầm đó. Có lẽ huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ phải có những sự điều chỉnh. Konate. Andy Robertson. Đây là Ryan Gravenbeck. Darwin Nunez. Không thể vượt qua được Kevin Churum. Scott McTominay. Và Bissaka. Chọc khe tốt dành cho Anthony. Phía trong có Kevin Churum. Trời đất ơi, bóng đi ra ngoài. Và hiệp 1 cũng đã khép lại luôn sau pha bỏ lỡ vừa rồi của Churum. Số vẫn đang là 0-0. Trận chung kết của FA Cup vẫn đang chưa có bàn thắng. Ta sẽ quay trở lại với hiệp đấu thứ hai sau 15 phút nữa. Ta sẽ quay trở lại với 45 phút còn lại của hiệp đấu thứ hai. Và thậm chí trận đấu này có thể sẽ diễn ra nhiều hơn, khoảng 120 phút. Thậm chí là cả loạt sút penalty nữa. Quattro Endo.
Đây là Nunez. Lỗi của Rafael Varane với Darwin Núñez. Quả đá phạt dành cho Liverpool. Người đang đứng trước bóng đó là Alexis McAllister. Đấy, đang chỉnh hàng rào. Khoảng cách là hơn 30m. Liệu đây sẽ là đá thẳng của Alistair hay không? Đó là một đường đưa bóng vào, đánh đầu và 1-0 cho Liverpool. Người ghi bàn đó là trung vệ Virgil van Dijk. Bất ngờ đã xảy ra khi mà Liverpool đã tận dụng được một pha bóng cố định. Hiệp đấu đầu tiên thì van Dijk đã chơi không tốt, liên tục mắc lỗi. Nhưng sang tới hiệp đấu thứ hai này thì anh đang là người hùng của Liverpool. Một pha đánh đầu rất hiểm hóc để đánh bại thủ môn Andre Onana. Bóng đi hiểm và thực sự rất khó cho thủ môn người Cameroon. Không hài lòng đến từ thầy mười khó. Bàn thắng đầu tiên của Van Dijk tại FA Cup mùa giải năm nay. Cũng đúng thôi khi mà cầu thủ này đang đá vị trí trung vệ. Một gáo nước lạnh đã dội thẳng vào các cầu thủ Man United ở hiệp 2. Thời gian thì vẫn còn và Man United cần phải đẩy cao đỉnh lên để tìm được bàn thắng cơ quả. Malaysia. Đây là Kevin Trudem. Anthony. Ui, không thể có được chuyền đến vị trí của Scott McTominay. Solimak. Alovic. Solimak không được. Phòng ngự của cả hai cũng đang không ổn một chút nào. Liverpool lẫn Man United cũng đều như vậy. Obisaka. Dusan Vlahovic. Vlahovic vẫn chưa thể có được bàn thắng cho MU. Alistair. Batruendo. Đây là Alexis McAllister. Salah. Mất bóng của Scott McTominay nhưng McTominay lại để mất bóng. Trời ơi, cả hai đang đá như tấu hề vậy. Đây là Solimak, phản công nào. Ô kìa. Pha bóng khó hiểu của Solimak. Có lẽ phải có những sự thay người cho anh em ơi. Liverpool thay người trước, Simicat vào sân để thay thế cho Dadic. Trong khi đó thì bên phía Quỷ Đỏ thì huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ hay liền tới 3-4 cái tên. MU sẽ chơi Onin ở hơn 20 phút còn lại của trận đấu này. Cầu thủ trẻ Korea cũng đã được đưa vào sân rồi. Ra Van Beek. Đây là Alistair. Và quả người của Ryan Gravenbeck. Bóng quay trở lại với MU. Paqueta. Correa. 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 1-0. Cầu thủ trẻ năm nay mới 18 tuổi, Engan Correa đã hớ hòa cho MU. Đúng là thể lực đang ảnh hưởng đến lối chơi của cả hai rất nhiều. Việc không đủ thể lực khiến cho hệ thống phòng ngự của Liverpool không thể bắt kịp được Correa. Bàn thắng đầu tiên với pha chạm bóng đầu tiên của cầu thủ trẻ này. Đá như thế này, thể lực như thế này mà cả hai bước vào hiệp phụ thì đúng là cực hình. Correa. Đây là Kobi Mainu. Lucas Paqueta. Người đang di chuyển đó là Pelletri. Pelletri. Không được. Alisson vẫn đang bắt quá hay trong khung thành của Liverpool. Đây là Alistair. Núñez. Vẫn là Darwin Núñez. Lấy bóng đến từ Kobi Mainu.
Đây là Anthony. Oreja. Wan-Bissaka. Lucas Paqueta. Ui trời ơi. Lỗi của Paqueta. Cút bù giờ thứ 3 rồi. Cút bù giờ cuối cùng của 90 phút chính thức ở trận đấu này. Một pha phạm lỗi cần thiết với Andy Robertson. Trận đấu tốn thể lực đến từ cả hai. Nunes rời sân rồi. Bây giờ thì Diogo Jota mới được tung vào sân. Như vậy thì hiệp đấu thứ hai cũng đã khép lại với tỷ số 1-1. Trận chung kết của FA Cup vẫn chưa kết thúc. Ai sẽ bước vào 30 phút còn lại của hiệp đấu phụ. Và xa hơn có thể sẽ là một loạt sút penalty cần nào. Chúng ta sẽ hướng tới hiệp phụ đầu tiên nào anh em ơi. Thể lực là điều mà cả hai đang lo ngại. Này thì không biết phải nói gì nữa. Cú đầm. MU đã thay 4 người rồi. Wan-Bissaka. Anthony. Wan-Bissaka. Và tạt vào. Dứt điểm và 2-1 cho MU. Người ghi bàn đó là Facundo Pellegrini. Sự bùng nổ về mặt cảm xúc dành cho các cổ động viên Quỷ Đỏ. Lần đầu tiên trong trận đấu này MU vươn lên dẫn trước Liverpool và đó là Facundo Pellegrini, cầu thủ vào sân để thay thế vị trí của Alexander Garnacho. Không phải Garnacho mà đó là Solimac, sorry anh em. Người tạt bóng cho Facundo. Đó là Wan-Bissaka. Quả đá này thì thực sự quá khó với Alisson Becker. Sự chán nản đến từ Ole Gunnar Solskjaer. Bàn thắng thứ hai của Facundo Pellegrini tại FA Cup mùa giải năm nay. Những cầu thủ trẻ được đưa vào sân. Sự khát khao là điều mà những cầu thủ trẻ này luôn có. Liverpool bây giờ đang cóng rồi. Paqueta. Kevin chu đâm. Kevin chu đâm. Bàn thắng thứ ba vẫn chưa tới với MU. Đá phạt góc này. Đánh đầu. Tỷ số là 3-1 rồi. Phút thi đấu thứ 101. Và có lẽ là dấu chấm hết với Liverpool. MU nhiều khả năng sẽ lụm được FA Cup mùa giải năm nay để thoát đi một mùa giải trắng tay. Được kiến tạo cho Raven Varane đó là Anthony. Và bóng mà Raven Varane thoát đi sự truy kèm của trung vệ Virgil van Dijk và thực hiện một pha lắc đầu. Bây giờ thì MU không cần việc gì phải vội vàng nữa. Khoảng cách an toàn đã là 2 bàn rồi. Thậm chí là bàn thắng thứ 4 có thể sẽ đến. Olibo. Thể lực đang khiến cho Liverpool không thể lên được bóng. Đây là Dominic Szoboszlai. Hiệp phụ thứ nhất cũng đã khép lại. MU đang dẫn trước Liverpool với tỷ số 3-1. Cơ hội đang ngày cần khép đi với cánh cửa vô địch FA Cup với Liverpool. Sẽ hướng tới 15 phút còn lại của hiệp phụ thứ hai, nơi mà Liverpool cần phải đẩy cao đỉnh lên. Những khó khăn là vấn đề thể lực lại không đảm bảo với lữ đoàn đỏ. Đây là Dominic Szoboszlai. Salah. Không được. Evan Chulam. Đây rồi, tốc độ của Facundo Pellegrini. Pellegrini. Pellegrini kiến tạo cho Anthony. Vẫn còn. Bàn thắng thứ tư đã đến. 4-1 cho Manchester United.
Bây giờ thì có thể khẳng định 100% MU sẽ là nhà vô địch của FA Cup mùa giải năm nay. Các bạn, đó là Lucas Paqueta. Trước đó thì không hiểu lý do tại sao mà Anthony lại dứt điểm chạm vào cột dọc ở khoảng cách như thế này. Một bàn thắng công hưởng với cái chân của Robertson. Vậy là chấm hết với Liverpool rồi, chắc chắn là như vậy. Thể lực đang ảnh hưởng đến lữ đoàn đỏ quá nhiều. Họ đã rất vất vả để có được vị trí dự cúp C1. Nên là vấn đề thể lực bị hao mòn là điều hoàn toàn bình thường. Van Baran. Wan-Bissaka. Đó là quả tạt của Wan-Bissaka. Kubimainu. Wataruendo. Hết rồi. Cục bù giờ còn lại của hiệp phụ thứ hai nó đã hết rồi. Rigapo. Và phản góc cuối cùng của trận đấu này, người thực hiện sẽ là Mohamed Salah. Và bóng đến từ Correa. Simicat. Và hết giờ. 120 phút trong trận chung kết của FA Cup đã khép lại. Chiến thắng cuối cùng thuộc về MU với tỷ số 4-1. Đây cũng sẽ là danh hiệu duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag tại mùa giải năm nay. Rất tiếc với Liverpool. Họ đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của Van Dijk ở hiệp 2, nhưng không thể duy trì được kết quả đấy đến hết trận. Với Manchester United, những cầu thủ trẻ được đưa vào với tiền đạo Correa, tiền vệ chạy cánh Belletri hay tiền vệ Kubimainu đã tỏa sáng. Và đây rồi anh em ơi, Toribo, người đeo bằng tấm băng đội trưởng của MU trận đấu này, sẽ là người nâng cấp với việc góp vắng mặt đi những cái tên như Radford, như Maguire, như Casemiro hay là đội trưởng Bruno. Toribo sẽ là người được giao trọng trách mang băng đội trưởng vào trận chung kết này và sẽ là người thực hiện màn nâng cấp này. FA Cup, một danh hiệu nhỏ với đoàn quân của Erik ten Hag ở mùa giải năm nay, thì đây là một danh hiệu đáng để khích lệ tinh thần để hướng tới mùa giải sang năm. MU sẽ không còn trắng tay mùa giải năm nay nữa. Tập thứ 16 trong series thứ 10 vượt khó cũng sẽ khép lại tại đây. Màn nâng cấp này cũng sẽ thay cho lời kết. Cảm ơn anh em, đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Ta sẽ hướng tới cột mốc 2000 người đăng ký sớm nhất có thể. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo, trong những series tiếp theo trên kênh của Quỳnh Kê Mình.